Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Không khí lạnh vẫn đang duy trì cường độ mạnh nên trên các vùng biển nước ta, với khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc ở mức cấp 6 đến cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9. Độ cao sóng biển ở ngưỡng từ 3 cho tới 5 mét, biển động rất mạnh. Trong khi đó, ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, tác động của không khí lạnh lại tập trung ở khu vực vùng biển phía Tây với cường độ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, độ cao sóng biển từ 3 đến 4 mét, cũng duy trì tình trạng biển động mạnh. Ngoài sóng biển còn cao như vậy, thì ở khu vực giữa, nam của Biển Đông còn có thêm một loại hình thời tiết cũng rất đáng lưu ý, đó là những cơn mưa rào và dông và biểu hiện là những đám mây đối lưu vẫn còn bao trùm hầu khắp các khu vực biển này. Vì thế, mưa rào và dông từ xuất hiện nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật đều ở mức cao. Dự báo đến khoảng ngày 2 tháng 1 năm 2023 sẽ lại có thêm một sóng lạnh mới tăng cường nữa, nên tình trạng gió mạnh và sóng cao rồi là mưa dông trên các khu vực biển Bắc, giữa và cả nam của Biển Đông cũng sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khối không khí lạnh hiện tại đã qua giai đoạn mạnh nhất. Vì thế, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ vẫn có lúc gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ngày mai thì gió sẽ giảm còn mức cấp 5, thế nhưng sóng biển thì vẫn cao trên 2 mét và tình trạng biển động vẫn còn. Thời tiết ổn định, sóng nhỏ gió yếu nhất trên tất cả các khu vực biển lúc này là vùng biển phía Tây của Nam Bộ. Khu vực từ Cà Mau cho tới Kiên Giang bao gồm tuyến hải trình từ Rạch Giá đến đảo Phú Quốc. Trong đêm nay và ngày mai thì cường độ gió đông bắc ở khu vực này vẫn duy trì ở ngưỡng từ cấp 4 trở xuống. Sóng biển thì thấp dưới 1,5 mét và mưa dông không xảy ra. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động khai thác ngư trường, lưu thông hàng hải và đi lại trên tuyến hải trình này. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!